Rồi bắt đầu mình bắt cần con đầu tiên nha, dưỡng chị. À. Cứng cứng. Ok ha, sướng nha. Đó, ok nha, cha mình đi trước nha. Thì nào có quay tiếp nha chú anh chị. Thông cảm nha. Trời bữa nay còn nó hơi sâu nước này. Ngày mới tấn chúc cả nhà ngày mới luôn mạnh giỏi và có nhiều sức khỏe và có nhiều thành công. Mình bữa nay mình đi mò tôm tiếp tục nha cô chú anh chị. Rồi mình đi với cha mình. Rồi giờ theo dõi Tấn nha, nhớ đăng ký, nhớ cho một like, một lượt chia sẻ nha. Trước này ha, bữa nay có hai cha con đi mò cho nó vui nha. Còn có thì mình quay, còn không có thì mình cũng có một mình á, mình quay mình cũng mò. Không có thì mình quay, không có thì mình. Rồi mình cầm cái vỏ đi nha, chính chị nha. Nó cha mình. Nó trôi hả cha? Cha mình lôi. Nước nó chạy xuống này chứ không chạy, nó gồng sát. Đây là hai cha con đi mò cho vui. Bữa mình mò có mình một. Ồ, cái chân của cha nó lôi. Nước đây nó chạy xiết lắm. Giờ nó ở trong cái chỗ nước nó rộng sát mà chúng tôi chắc này cũng tầm 10 giờ. Nước càng ngày càng trễ. Mò ba con cá ngát hả? Con ký một ký à? Hả con, cỡ con, cỡ con. À, con chạy nè, chú anh chị. Chạy xiếc lắm. Nè, bờ nó, nước nó cạn gì nha chú chị. Sông này lớn lắm chứ không phải sông nhỏ đâu nha. Xong rồi cái giống như cái biển vậy luôn mà nó loạn cạn xìu như vậy đó. Vậy được rồi, cỡ con mồi cũng cỡ ba lớn á, ngọn nó sát là nó rộng, nó chuẩn bị nó lớn luôn rồi. Rồi trước nghe tiếng của ai thì biết có mò chạy eo 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 eo. Được rồi, mò được rồi. Ở con mò dắt này mà vậy hả, gốc dưới hả? Ừ. Nó gồng. Theo chân cha Tấn mò. Bữa nay có ai không? Bữa nay không thấy ai không trời, trời. Thấy hai cha con mình. Bữa nay có hai cha con mình. Ờ, con cò đó. Ờ, đi. Bắt từ đây đi đó luôn. Ngồi quay rồi. Trời ơi, mò nước ngược mới ngon á, bữa con mò nước ngược không á. Nước xuôi mò không nổi đâu, không có đâu. Nhờ nước ngược kìa mới được nhiều á. À, sông này bự lắm á, chú anh chị. Chứ không phải nhỏ đâu nha. Xong rồi chú anh chị hình dung ra nó bự vậy ha. Đó. Tàu lớn nó chạy vô đường này luôn đó. Thấy không? Bây giờ mò với cha mình. Có thì mình quay lên.
còn có thì mình thấy ha. Bắt đầu mình bắt từng con đầu tiên nha, dưỡng chị nào. Cứng cứng ok nha, sướng nha. Đó, ok nha, cha mình đi trước nha, thì nào có quay tiếp nha chú anh chị, thông cảm nha. Chờ bữa nay còn nó hết sâu nước này, mình đựng con nữa các bạn nè, thấy không, cỡ như con nãy ha, nhỏ hơn xíu à. Ừ, ngon nha các bạn. Đó, cha mình mọi trong đó, cha mình nãy giờ chưa khai trương được ăn nào nha, mình khai trương trước nha. Nhà mình được con nữa các bạn nha. Là ba con cả nhà. Đấy. Nãy giờ bắt mới được ba con cả nhà. Hình nước bữa nay người ta mồi nhiều quá ha, mồi trên xuống nha. Cả nhà được con. Được hai con được nha, con nhỏ con lớn. Cha mình đi xuống dưới này, cha bữa nay bắt được ít à. Hai con. Con nhỏ con lớn nằm khác nhau. Con ha cả nhà. Dạ, mình đi chút mày chứ là con nhất chuẩn bị gồng không bị sao. Hôm qua Tấn với cha Tấn mò được mớ này nha, chỉ Tấn quay chỉ có Tấn thôi nha. Đó, mớ này mớ tôm qua mò ha. Đó, mình tổng kết cho các bạn xem. Tấn cũng kết thúc video tại đây nha. Nhớ đăng ký kênh và nhớ cho một like, một lượt chia sẻ nha. Bữa nay đi mò không có tôm nhiều nha, được có mớ à, mấy con ha.